vàng giữa rừng. Này cũng đúng là náo nhiệt mà. Mà chúng ta đi đâu tiếp theo đi? Ngươi vẫn thường được phụ vương ta sai ra ngoài có việc, chắc là sẽ biết thêm nhiều chỗ vui chơi. Hãy dẫn ta đi đi. Ừ, hoàng tử à, chúng ta phải về cung rồi, trời sắp tối rồi. Chưa kể trong dân gian còn rất nhiều hiểm nguy, có những kẻ xấu có thể làm hại tới người đó. Vẫn còn sớm mà, ta vẫn muốn đi chơi tiếp. Lâu rồi ta mới được ra ngoài chơi, ta phải vui chơi cho thỏa thích mới được. Ngươi đừng nói nhiều, lại làm ta mất hứng. Ừ, hoàng tử, nếu không về cung bây giờ thì trời sẽ tối mất. Nếu về muộn, cổng cung đã đóng lại rồi, là chúng ta không thể vào cung được đâu. Đức vua biết được, người bỏ ra ngoài chơi thế này chắc chắn sẽ trừng phạt đó. Thì về cung vậy, ngày mai chúng ta lại ra ngoài chơi tiếp. Mai ngươi phải chuẩn bị để cùng ta đi sớm hơn hôm nay đó, rõ chưa? Dạ, tuân lệnh hoàng tử. Người sao thế? Là kẻ nào? Kẻ nào dám hại chủ nhân của ta? Người chán sống rồi sao? Đại ca ơi, hai tên này chắc xuất thân giàu có đây. Bọn chúng mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu, còn có cả vài tờ ngân phiếu, cả ngân lượng nữa. Nhưng mà chuyện đóng trên ngân phiếu này là của hoàng gia, chữ khắc dưới những thỏi vàng này cũng là chữ kim. Chẳng lẽ số của cải mang theo người này là từ trong cung bán ra sao? Vậy sao? Thử coi mặt mũi hắn ra sao. Bọn chúng đi về phía hoàng cung, rất có thể là con nhà quan lớn, hoặc là hoàng thân quốc thích đấy. Trời, giống quá. Gương mặt của hắn giống hệt ta. Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Đại ca, hai tên đó đã bị bắt nhốt trong kho rồi ạ. Chúng bị trúng kim tẩm thuốc mê của ta, nên bây giờ vẫn còn đang ngủ mê mệt, chưa tỉnh lại. Tốt lắm, tạm thời cứ giam giữ chúng trong đấy. Ta cần phải điều tra xem thân phận của tên kia là gì. Nếu như hắn là một kẻ giàu có thì ta có thể đổi đời rồi. Ta sẽ dẫn hắn ra khỏi đây, rồi đưa tới một nơi thật xa, không ai có thể tìm thấy. Còn ta sẽ thay vị trí của hắn mà hưởng vinh hoa phú quý. Ý đại ca là... Người không thấy ta và hắn giống nhau như hai giọt nước sao? Ta có linh cảm điều lành sắp xảy ra rồi. Lý do chúng ta vô tình giống nhau đến vậy là để tới ngày nay hắn sẽ đổi chỗ cho ta hưởng phúc đó. Sao hoàng tử ư? Thông tin của ngươi chính xác chứ? Hắn ta chính là hoàng tử. Và đêm qua chúng ta vừa đánh ngất hoàng tử khi ngày ấy đang ra ngoài vi hành sao? Hoàn toàn chính xác thôi đại ca. Hôm nay em tình cờ thấy trên phố dán rất nhiều cáo thị nói rằng hoàng tử mất tích, và bức họa mô tả chính là gương mặt đó. Tốt lắm. Tuy vượt xa với dự đoán của ta, nhưng cơ hội trời ban để ta trở thành hoàng tử đã tới rồi. Đúng là con nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Hoàng tử, người đã ngủ dậy rồi sao? Ngài đã ngủ ly bì suốt một đêm một ngày, rồi lại một đêm rồi đấy. Thuốc mê của ta quả là có hiệu quả. tại sao hắn lại giống người đến thế? Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Đúng, ta và ngươi có gương mặt giống nhau, nhưng ngươi là hoàng tử sống trong nhung lụa sung sướng, còn ta chỉ là một tên cướp lăn lộn ngoài giang hồ. Tại sao cuộc đời này lại bất công thế hả? Hả? Ngươi hãy thả ta ra đi. Ta hứa sau khi về cung ta sẽ ban thưởng ngươi hậu hĩnh. Không, ta muốn thay thế vị trí của ngươi. Nếu như hoàng cung thành nhà của ta, nhà vua thành cha của ta rồi, ta muốn về trên đời này mà chẳng được cơ chứ. Ngươi, ý ngươi là... Không, làm thế là phạm thượng. Ngươi đã chán sống rồi hay sao? Mau thả ta ra đi. Tôi đã buộc chúng trong bao tải và vứt xuống sông rồi. Đại ca, mà không, hoàng tử, giờ ngươi có thể yên tâm trở về cung được rồi. Kể từ nay, ngài chỉ việc cố gắng trở thành thái tử, là sau này toàn bộ vương quốc sẽ là của ngài. Ngài đừng có bỏ quên anh em chúng tôi nha. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Các ngươi sẽ được hưởng thụ mọi thứ phú quý trên đời vì đã giúp ta có được vị trí này. Hoàng tử, cố lên, chúng ta sắp tới hoàng cung rồi. Lần này may mắn gặp được lão lái đò đó, nếu không chúng ta đã bỏ mạng trên sông rồi. Xem ra ông trời vẫn còn thương đến ta, không để ta bị dòng nước xiết và lạnh ngắt đó cuốn đi. Ở hiền sẽ gặp lành mà, chúng ta hãy mau về cung và trần tên hoàng tử giả đó đi, trả lại vị trí cho người. Nhất định là thế rồi, cứ nghĩ đến cảnh hắn đang lừa dối phụ vương và toàn thể thần dân là ta lại không chịu được nổi. Nhất định ta sẽ cho hắn trả giá vì những tội lỗi mà hắn gây ra. Đứng lại, các người là ai mà dám vào cung? Hoàng cung là nơi để ai cũng tùy tiện qua lại hay sao? Các người có mắt không thấy Thái Sơn à?
mau mở cửa cho hoàng tử đi. Các người dám mạo danh hoàng tử ư? Thật là to gan. Hoàng tử của chúng ta bấy lâu nay vẫn ở trong cung. Ta mới là hoàng tử thật. Ta bị tên hoàng tử giả đó hãm hại, hòng cướp ngôi. Các người hãy cho ta gặp hoàng thượng đi. Vô lễ! Ngươi nghĩ hoàng thượng là ai? Mà ngươi muốn gặp lại gặp hả? Mau cút đi cho ta. Trước khi chúng ta vô cổ hai người lại. Các người muốn thử mùi ngồi nhà lao hay là chán sống rồi thế hả? Sao chứ? Bọn chúng vẫn chưa chết sao? Dám về đây à? Hai tên này cũng quả là may mắn. Chúng to gan lớn mật thật. Truyền lệnh của ta, bắt giam những kẻ đó vào ngục. Ngày mai hành quyết. Lần này xem bọn chúng còn cao số được nữa không? Nếu kẻ nào để một trong hai tên trốn thoát, ta cũng sẽ giết chết hết luôn. À, ông Vân, thưa hoàng tử, tiểu nhân sẽ đi làm ngay đây. Để ta vào trong gặp phụ hoàng đi. Ta mới là hoàng tử thật đây, kẻ đó là giả. Hắn nhận lúc ta ra ngoài phi hành mà bắt cóc, sát hại. Sau đó thì thế thân ta quay về đây, tìm nhiên làm hoàng tử. Tất cả mọi người đều bị lừa rồi. Các người nghe lệnh. Hoàng tử có lệnh, bắt giam hai kẻ giả mạo này vào ngục. Sáng sớm ngày mai sẽ hành quyết. Cái gì chứ? Hắn ngang nhiên lộng quyền như vậy sao? Các người không được bắt ta. Ta cần phải gặp phụ vương. Phụ vương, mẫu hậu, con ở đây. Con muốn gặp hai người. Tất cả là tại ta. Nếu ta không ham vui, không lén bỏ ra ngoài cung chơi, thì đâu gặp chuyện như vậy chứ. Cảm giác khi bị hành quyết, ta còn không sợ bằng việc kiếp này không thể gặp lại cha và mẹ của ta nữa. Thần cũng không ngờ tên cướp đó lại có giả tâm đến vậy. Chúng ta phải nghĩ cách trốn khỏi đây trước khi trời sáng. Nhưng chúng ta phải làm gì đây? Đã vào đây rồi, làm sao có thể ra ngoài được chứ? Có ai tin ta đâu. Trừ phi ta gặp được mẫu hậu và phụ hoàng. Mà việc gặp được họ xem ra còn khó hơn việc ta tự mình thoát ra khỏi đây nữa. Đúng rồi, còn một kỷ vật. Sao ta lại không nghĩ ra nó từ sớm chứ? Ta có thể dùng sợi dây chuyền này để chứng minh thân phận của mình. Hắn có thể có khuôn mặt giống ta như đúc. Nhưng năm ấy mẫu hậu... Đây là sợi dây chuyền mà mẫu hậu tặng cho ta từ nhỏ. Lúc nào ta cũng mang theo bên mình. Chỉ cần ta báo cho mẫu hậu biết thôi. Tuyệt quá, nhưng làm thế nào để báo cho hoàng hậu bây giờ? Giờ ta sẽ viết thư cho mẫu hậu. Và nhờ con chim bồ câu ta nuôi dưỡng, mang nó đến cho người. Chúng ta sẽ được cứu sống. Sao tự nhiên trong hoàng cung lại có bồ câu truyền tin chứ? Mà bắt nó lại cho ta. Dạ. Tên hoàng tử đó định dùng cách này để báo tin ư? Mau đến ngục lấy sợi dây chuyền của hắn về đây cho ta. Để ta xem, mất sợi dây chuyền này rồi, ngươi còn có thể làm gì nữa? Hãy bình tĩnh mà đón chặt cái chết đi. Hoàng hậu giá đâu? Tham kiến mẫu hậu. Tham kiến hoàng hậu. Hoàng nhi, ta nghe người trong cung nói xuất hiện một người giống hệt con, âm mưu muốn giả mạo con. Có thật là có chuyện đó không? Mẫu hậu đã nghe tin rồi sao? Ngồi yên tâm, con đã cho nhốt kẻ giả mạo vào ngục. Giờ ngõ ngày mai sẽ xử quyết rồi ạ. Nhanh vậy sao? Ta cũng tò mò muốn biết xem mặt mũi của hắn như thế nào mà lại giống con trai của ta đến như vậy. Mà sợi dây chuyền của con đâu rồi? Sao hôm nay không thấy con đeo? Sợi dây hôm qua con sơ ý làm đứt nên đang sai người sửa lại. Mẫu hậu không cần lo lắng ạ. Đó là sợi dây chuyền hộ mệnh rất quan trọng của con. Ngày mai là sinh thần của con rồi. Ta muốn con sửa sớm để đeo nó mà thôi. Mai là sinh thần của con sao? Đúng là sao con có thể quên được sinh thần của mình được chứ? Mẫu hậu yên tâm, mai nhất định con sẽ đeo sợi dây chuyền đó. Đến giờ rồi, mau châm lửa. Thánh chỉ tới. Lập tức thả hai người này ra, giải về để đích thân hoàng thượng xét xử. Bắt lấy tên giả mạo kia cho ta. Hắn mới chính là kẻ đã giả mạo nhận là hoàng tử. Các người làm gì vậy? Hỗn đáo! Kẻ nào dám bắt ta? Các người không sợ bị hoàng tử trừng phạt ư? Sao lại thế này? Chẳng phải người đã bị xử quyết rồi sao? Rất tiếc, âm mưu của ngươi đã bị mẫu hậu ta phát hiện. Ngươi có thể sai người giết ta để lấp liếm, nhưng làm sao có thể che mắt được mẫu hậu người đã sinh ra ta được chứ? Con trai ta sinh ra, lẽ nào ta không cảm nhận được? Ta đã nghi ngờ ngươi từ lâu rồi. Ta nói bừa một câu mà ngươi đã nhận ngay hôm nay là sinh thần của ngươi rồi. Điều đó chứng tỏ ngươi chính là kẻ giả mạo. Tên điều dân to gan kia, ngươi đã biết tội chưa? Ngươi ăn gan hùm mật gấu hay sao mà giả mạo nhận là con trai của ta, là hoàng tử của vương quốc này cơ chứ? T-
Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tại sao cho ta gương mặt giống hệt như hắn, nhưng số phận thì lại trái ngược thế này? Ta không cam tâm. Mỗi người sinh ra đều có một số phận, nhưng quyết định số phận ra sao thì là ở bàn tay mỗi người. Nếu người tu tâm dưỡng tính, chăm chỉ làm ăn, thì chắc người cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Người đã theo con đường sai trái, tất cả là do ngươi tham lam nên mới tự chuốc lấy, còn trách ai chứ? Mau lôi hắn ra ngoài đi. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Thưa phụ hoàng, thưa mẫu hậu, sự việc lần này xảy ra cũng là do lỗi ở con. Xin phụ hoàng và mẫu hậu thứ tội ạ. Chuyện đã qua rồi, con biết lỗi là tốt, mau về cung nghỉ ngơi đi. Con xin tạ ơn phụ hoàng. Từ nay về sau, con sẽ nghe lời phụ hoàng và mẫu hậu, chăm chỉ học hành, luyện võ nghệ. Con sẽ không chơi bời lêu lổng như ngày xưa nữa đâu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.